Jimmy kính chào tất cả quý khán thính giả của The Jimmy TV và mời quý vị cùng đến với chương trình Bước Chân Dị Vãng của chúng tôi tuần này. Trong tập thứ 8 thì Jimmy cùng mời quý vị lắng nghe đôi lời tâm tình của một người nữ ca sĩ được mệnh danh là TV Chi Bảo. Tiếng hát của cô đã ngự trị trên làn sóng điện của đài phát thanh và cũng như đài truyền hình Việt Nam số 9 trước năm 1975. Tiếng hát ấy thường gắn liền với các ca khúc như bài Phố Đêm hay Em Vẫn Chờ Anh v.v. Hôm nay, lần thứ hai, cô nhận lời đến với chương trình của Jimmy. Chúng ta sẽ được nghe thêm những câu chuyện về đời sống sinh hoạt văn nghệ của cô. Mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Anh biết trong anh em khổ vì mời quý vị cùng với Jimmy chào đón nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Xin chào cô. Dạ, Phương Hồng Quế xin chào Jimmy, cũng như xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương của chương trình Jimmy Show. Dạ. Bước Chân Dị Vãng. Dị Vãng. Cô đó, đáng lẽ con phỏng vấn cô nhưng mà cô hỏi con một câu. Dạ. Tại sao lại để Bước Chân Dị Vãng? Cái tựa đề nó rất là dễ thương. Dạ, thưa cô, là bởi vì chúng con là thế hệ sau. Chúng con muốn tìm hiểu về thế hệ đẹp của trước năm 75 thì không có gì hay bằng là chúng ta cùng bước đi những cái bước chân dĩ vãng về với những kỷ niệm của các cô. Dạ, để thấy được cái hay, cái đẹp của Việt Nam, miền Nam Việt Nam mình ngày xưa. Dạ, thì kính thưa quý vị, phải nói rằng theo nhận xét của Phương Quế thì Jimmy là một người trẻ, nhưng mà em theo dõi những các bác, các chú thế hệ trước rất là kỹ lưỡng và tường tận, yeah, mà rất là chính xác thưa quý vị. Yeah. Cho nên rằng đó là cái lý do mà tại sao mà Phương Quế đã đến với Jimmy Show rồi mà còn trở lại nữa, là bởi vì em là một cái người rất là yêu nghề, có một cái tâm huyết và cái lòng thật tình là yêu thương những nghệ thuật của đất trước 75. Dạ đúng. Dạ, tức là nhất là các cô các chú, các cô các chú tiền bối ngày xưa đó. Dạ. Thì hôm nay rất là vui để trở lại với Jimmy. Dạ. Cô cũng muốn là chúc Jimmy là ngày một là thành công, có những show hay hơn nữa. Dạ, con cảm ơn cô Quế nhiều. Cô Quế lúc nào cũng dành cho con và cũng như chương trình những cảm tình rất là đặc biệt. Bởi vì là quý vị biết là trước đây Jimmy đã mời cô lên chương trình nhưng mà lần đó thì thời lượng cũng có giới hạn đó. Chưa tìm hiểu hết về cô, cho nên lần này chúng ta sẽ cùng trở về với những dĩ vãng êm đềm và đặc biệt là về hoạt động ca hát của cô Quế ngày xưa. Thưa cô, con thấy cô hát những bài hát về miền Nam, những bài hát quê hương, vậy thì cô phải là người gốc miền Nam không? Cô đó, sự thật ra đó, là người Bắc. Ồ, vậy hả? Ba mẹ cô là gốc ngoài Bắc hết. Dạ. Ba cô thì ở tỉnh Hà Đông, ở ngoài Bắc. Dạ. Nhưng mẹ cô thì là người quê hương là ở Thái Bình. Yeah. Rồi hai ông bà đó vào trước 54. Yeah. Cho nên là cô và chị của cô là sanh đẻ tại Sài Gòn. Tại quận đúng rồi, cô sanh đẻ tại Sài Gòn. Dạ. Yeah. Quận 3, ngay quận 3 luôn. Quận 3 luôn. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy mà đó giờ con tưởng đâu cô là ở dưới miền lục tỉnh chứ, thì ra là cô là người gốc Bắc. Gốc Bắc, tại có nhiều người đó tại sao nói giọng Nam, giọng Nam. Yeah. Là tại vì mình lớn lên mình đi học,
Mình đi chơi với hàng xóm toàn là người Nam không à. Nhưng mà nếu cần để nói giọng Bắc thì mình cũng nói được. Hay quá ha. Nếu gặp trong gia đình người Bắc thì mình nói giọng Bắc cũng được. Dạ. Con được nghe các cô lớn, các bạn của cô chia sẻ, cô Quế là một trong những ca sĩ mà rất có hiếu với mẹ của cô, rất thương mẹ. Xin cô chia sẻ thêm về người mẹ kính yêu của mình. Phải nói rằng cô có một cái, phải nói là may mắn và hạnh phúc. Rất là may mắn là được ở với mẹ 60 mấy năm. Mẹ mới mất. Có nhiều người họ gián đoạn hoặc là lập gia đình, rồi không ở với gia đình, không có ở bên cạnh mẹ nữa. Nhưng mà cô được cái may mắn là cô ở với mẹ, rồi đến khi cô lập gia đình, ba mẹ cũng ở với cô. Hình như là tất cả cha mẹ thì có con cái thì nhiều người, gia đình cô là 6 người chị em. Nhưng mà có nhân duyên với người nào thì ở với người đó, cô nghĩ vậy. Nhưng mà cô rất là hạnh phúc là khi mà cô lập gia đình rồi đó, thì cô cũng, ba mẹ cũng ở với cô. Rồi đến khi mà sang bên này định cư bên Hoa Kỳ thì mẹ vẫn ở với cô. Có nhiều khi mẹ cũng đi ở nhà chị em khác, nhưng mà mẹ ở chừng khoảng thời gian 1-2 năm hay là vài tháng rồi mẹ lại trở về với cô. Cho nên cái nhân duyên rất là lớn được ở gần bên mẹ. Rồi đó, những cái thì chắc chắn là ai cũng biết rồi, được ở gần với mẹ thì là hạnh phúc lắm. Dù mình có lớn bao nhiêu chăng nữa, mình già cỡ nào mà trước mắt mẹ mình vẫn là bé bỏng hả cô? Bé bỏng. Cho nên là cô ở với mẹ đến ngày mà mẹ ra đi luôn. Đó, thành thử ra là cô nghĩ đó là hạnh phúc, nhưng mà không biết bao nhiêu cho đủ. Giờ này á, mẹ đi rồi cả 6-7 năm rồi, nhưng mà cô cũng vẫn nghĩ rằng á, nhắc tới mẹ cô vẫn bùi ngùi, cô vẫn nghĩ rằng mẹ ở bên cạnh. Thành thử ra phải nói rằng chỉ có mẹ thôi, tuyệt vời nhất là người mẹ của mình. Mỗi người đều có một cái người mẹ để mà kính yêu, như mình may mắn được ở gần mẹ. Thì cô thấy rằng rất là hạnh phúc. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau. Lời ru của mẹ ngọt ngào, nuôi con lớn dậy khổ đau đêm. Nóng nôn đợi chờ một năm viết mấy tờ thơ, mẹ rơi giọt lệ mắt mờ vì chưa. Cho nên khi mà mẹ cô ra đi thì đó là một cái khoảng trống rất là to lớn trong lòng cô, phải không? Chắc chắn như vậy con, là tại vì vậy nè, mỗi ngày ra nơi cái ghế mà bà ngồi. Bà ngồi cái ghế đó, bà ăn cơm mỗi ngày bà ngồi chỗ đó. Đó, rồi cái tự nhiên rồi đi ra đi vào cái nhà mình đó. Cái ghế đó trống. Cái ghế vẫn còn đó mà bà thì đó, còn. Tại vì bà ở mình, cho nên là bà đi rồi đó, mình phải nói rằng là mình hụt hẫng lắm. Rồi những lúc mình đi show, dù mình đi 3-4 giờ sáng khẽ khẽ nhưng mà bà cũng nghe. Sáng sớm cô đi show bà cũng ngồi dậy. Rồi bà ra cái bà nói cẩn thận nghe con. Đó, rồi cái là bà nắm tay rồi cẩn thận, có khi bà còn hôn mình nữa. Thành ra mình đó, bây giờ nếu mỗi lần mà đi show buổi sáng sớm thì lại nhớ. Trong gia đình cô, ngoài cô thì có ai trong nghệ thuật không? Trong gia đình cô thì có một cô em kế cô. Cũng vào trong cái giới văn nghệ của mình. Cô em kế cô là cô Kỷ Phương, nó ở trong trong cái đoàn Vũ Maxim của Lưu Hồng, chú Hoàng Thi Thơ. Vậy hả cô? Thành ra chỉ có cô đó thôi. Còn con cái cô, mấy anh chị khác thì là không có theo nghề này. Hồi lúc bé đó, gia đình cô mà nhất là người gốc Bắc thì con gái mà đi theo ca nhạc như vậy thì có đồng ý không cô? Hay là cũng khuyến khích? Không, ba cô thì rất là open, mở mang lắm. Đến cái hồi lúc mà cô bắt đầu đi ở nhà cũng nghêu ngao rửa chén nấu ăn giặt đồ gì cũng hát nghêu ngao vậy đó. Thì ba cô đó
nhỏ này nó hát tối ngày à, nó ham hát quá đi. Thì hôm đó có một cái ông anh, cái ông anh á, ông là ở trong ban nhạc, anh đàn guitar. Đó, anh tới nhà chơi, anh bà con anh tới chơi. Anh mới nói bà nghe mình hát kêu ngao đó, nhỏ này nó hát giọng cũng được á chú. Nói với ba cô đó, để xin cho nó đi, thì cho nó đi học nhạc đi, cháu dẫn đi cho. Thế là anh đó tên là anh Hải. Đó, anh Hải anh mới dẫn đi vào lớp nhạc Nguyễn Đức. Là năm đó là như là năm 63 đó. 63, chứ lúc còn mười mấy tuổi cơ. Lúc cô mới có 10 tuổi. Wow, nhỏ vậy đó. Mà cái lúc đó là khi vào trong lớp Nguyễn Đức thì đã có những nghệ sĩ nào trong đó rồi, có những học trò nào trong đó rồi? Vô lúc mà cô bước vào thầy cô đó, nhạc sĩ Nguyễn Đức đó, thì lúc đó là có cô Phương Hạnh rồi. Cô Phương Hạnh. Cô Phương Hoài Tâm rồi. Rồi Ban Việt Nhi đó là có nhiều lắm, có cô Phước Vân rồi cô Thanh Lan. À cô Thanh Lan, cô Hoàng Oanh. Mấy cô đó trước cô nhiều lắm. Cô Xuân Kiều, nhiều lắm mấy cô đó, giờ còn ở rải rác ở Houston này kia nọ đó, không nhớ hết đâu. Nhiều cô lắm, nhưng mà có nhiều khi là mấy cô lập gia đình thành ra ngưng việc ca hát, thành ra ngưng. Đó, cô Phương Hồng Ngọc thì vậy, với Phương Hồng Ngọc nhỏ tuổi hơn cô nhưng mà học trước cô đó. Ồ vậy hả cô? Vô lớp nhạc trước cô luôn đó. Cô có bao giờ hỏi thầy cô là tại sao đặt là Phương Hồng không, có ý nghĩa gì không cô? Cô nói là ông theo lời ông trả lời với các nhà báo đó, chứ cô không dám hỏi học trò để hỏi thầy, thầy biểu mình làm gì là cái đó. Thì ông trả lời với nhà báo, ông nói là ông thích cái chữ đó. Chứ không phải là tên người yêu hay là gì của ông. Ông nói là ông thích cái chữ phương đó, là là phương hướng đó, nghĩa là có những cái đường phương hướng đi, nghĩa là tốt đẹp vậy đó. Cho nên mà khi sau này ra hải ngoại thì y ra kết hợp cô nè, cô Tâm với cô Ngọc là thành Tam Phương đó. Dễ rất dễ thương. Thì cái thời gian đó là phải nói rằng cô cũng lúc mà bên Asia nói cô là kết hợp những cái, mời những cái người nghệ sĩ cũ, như là một cái show đó nói về nhạc sĩ Nguyễn Đức. Nhắc nhở tới nhạc sĩ Nguyễn Đức là người đã đào tạo nhiều ca sĩ, thành danh nhiều ca sĩ, thì lúc đó cô mới gọi. Thì cô Phương Ngọc thì cô cũng còn đi hát. Không có nhiều nhưng mà cô vẫn còn sinh hoạt. Hát cho nhà thờ, từ thiện, cô làm từ thiện nhiều. Còn cô Tâm thì là ở trên San Jose đó, là đã bỏ hát rồi. Cô làm thẩm mỹ viện, cô làm về da đó, skin care. Thành ra cô không có chịu đi hát. Đó, thành ra cô phải khuyến khích dữ lắm thì cô Tâm mới trở ra hát. Đó, thì cô Tâm trở ra hát thì cái thời gian đó đó phải nói rằng trung tâm Asia cũng o bế, là trân trọng lắm. Thì làm một cái show đầu tiên, ba người hát cái bài đầu tiên là cái bài Chiều Làng Em đó, ba cô mà ba cái nón lá, ba cao dài đó. Lúc đó là cô Phương Ngọc kể chuyện đi học nhạc Nguyễn Đức đó. Đó, thành ra cái lúc đó là mọi người cũng thích lắm, thích Tâm Phương lắm. Rồi sau bẵng đi thời gian thì là cũng hát được một số chương trình Asia rồi. Đúng rồi thưa cô. Bây giờ cô Phương Hoài Tâm như thế nào cô? Cô cũng không nghe tin cô Phương Hồi Tâm nữa. Cái tiệm của cô Phương Hồi Tâm thì là đã đóng cửa rồi. Mà điện thoại thì cô gọi cũng không có thấy. Cho nên là bây giờ mình cũng không có biết là cô ấy có khỏe hay không. Nhưng mà trước đó thì cô nghe nói là cô Tâm bị bệnh. Thì phải nói rằng đây là một cái thắc mắc ở trong lòng của mọi người. Đúng rồi cô. Cũng như là cô là người nói chuyện với cô Tâm rất là thường xuyên. Mà bây giờ
điện thoại không được, tiệm thì đóng cửa, không cách nào liên lạc hết. Yeah. À, cho nên là cô cũng rất là lo mà không biết như thế nào. Yeah. Thầm cứ gửi một lời nguyện cầu cho cô được bình an. Cô Tâm dạ được đúng bình rồi, an. Cứ cầu cho cô Tâm được bình an. Chứ giờ mình cũng không biết như thế nào là bởi vì gia đình của cô Tâm á, ở trên San Jose nhưng mà mình không liên lạc được. Dạ. Dạ. Red Boat ist aromatisch und dabei mild. Red Boat là truyền thống. We invited food professionals and food lovers from around the world to join us at our family table. Turns out, they had a lot to say. Indescribable. Purity. Umami. Red Boat is family. This is the test of Vietnam. Bên cạnh đó thì con có thấy, có nghe cô Phương Hồng Hạnh. Cô Phương Hạnh ở đâu cô? Cô Phương Hạnh thì ở bên Chicago đó, Wisconsin á. Dạ. Dạ, cô ở bên đó thì cô Hạnh nói ngay khi mà cô qua bên, cô Hạnh qua Mỹ thì lúc đó chắc cô lúc mà cô chưa sang á thì nghe nói là cô Phương Hồng Hạnh có đi hát lại một thời gian vài ba năm gì đó. Dạ. Rồi sau đó thì lúc mà cô qua đây đó thì là năm 91 thì là lại cô Hạnh lại ẩn dật rồi, không có trở ra mà đi hát nữa. Nhưng mà chị em thì vẫn liên lạc thường xuyên. Lâu lâu thì cô Phương Hạnh qua Cali thì vẫn thăm nhau. Chúng con là thế hệ sau, chúng con được tìm hiểu và biết cái thời gian trước 75, tuy có 20 năm ở miền Nam thôi nhưng mà phát triển rất là rực rỡ về văn nghệ cô ha. Đặc biệt là có rất nhiều những ban về thiếu nhi luyện cho các ca sĩ mầm non để trở thành ca sĩ thần tượng sau này. Trong đó có ban Việt Nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức. Xin cô nói thêm về người thầy của mình là nhạc sĩ Nguyễn Đức. Ban Việt Nhi đó là có trước. Dạ. Mà sau đó đó là ban ABC. ABC, ABC cũng bây giờ cũng còn nhiều người. ABC là trong đó đầu đàn là Phương Hồng Ngọc nè. Phương Hồng Ngọc. Đó, rồi nhiều lắm, nhiều ban ABC cũng nhiều. Có Mỹ Phụng bây giờ ở bên Canada nè. Có Mỹ Phụng. Rồi, tại vì khi mà cô đi vô trong đó đó thì cô còn nhỏ, lúc mà 14, 15 tuổi đó. Thì cái tướng cô to con lắm. Thì lúc đó thầy lại lập lên cái là Tam ca sao băng nữ. Băng có nữ. Cái ban đó nữa. Nữ tức là tao đó mặc áo dài trắng. Còn cái ban của cô Phương Ngọc ABC đó thì mỗi lần mình đi hát mà áo đầm. Chắc nhỏ hơn. Nhỏ hơn mà áo đầm. Còn cô đó thì nghĩa là cô mà cô lớn con đó mặc áo dài vô thấy cũng to con lớn mà tưởng nhiều tuổi lắm mà sự thật mất mười mấy tuổi. Đó. Thì vô cái ban sao băng nữ. Ngoài cô có ai nữa cô? Hai người hay là ba người hay là bốn người? Không, sao băng nữ là mấy học trò của thầy nhiều lắm. Ồ vậy hả? Một cái ban sao băng nữ vậy là mười mấy người đó. Wow. Chứ đâu thầy đi đâu là cũng như là thầy dẫn đi cho đi hát hợp ca cái nỗi cho nó quen sân khấu đó. Dạ. Đó đó. Quá ha. Thầy
vui lắm. Yeah. Thầy cũng như là cho lên cho quen sân khấu đó. Yeah. Thì những người học trò mà học trong lớp nhạc của thầy để mà thấy rằng là hát được á, yeah, thì thầy cho đứng đi hát hợp ca chung. Cũng như là lên đài đầu tiên mà đâu có được đơn ca. Yeah. Đi vô ban Việt Nhi ở trên đài phát thanh hồi xưa đó, phát thanh Sài Gòn á. Yeah. Thì mỗi lần mà vô ban Việt Nhi đó, như cô hồi đầu tiên cũng vậy đó, toàn là đứng hát hợp ca chung không à. Để cho mình quen biết cái không khí của cái phòng thu nó như thế nào. Cho dạng á. Cho nó dạng đó. Yeah. Đã bắt đầu thì vô đó là nghĩa là hợp ca hết, thầy cho hợp ca hết. Đó, tập rồi từ từ đó thầy mới cho ra hát. Hát chung. Hát chung ba tam ca thí dụ vậy. Rồi tới xong ca, tới đơn ca. Thành ra mỗi ngày chiều hồi xưa ban Việt Nhi là mỗi một buổi chiều chủ nhật á, 3 giờ đó là nghe cái tiếng kèn Rạng Đông đó. Và nghe cái tiếng kèn cái nhạc hiệu, con biết nhạc hiệu đó không? Bữa nào con kiếm ở trong internet có không? Cô chỉ nhớ cái e là ta ra 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 ri, anh nghe trang cung kèn Giang Đông vậy đó. Đó là nghĩa là mỗi chiều chủ nhật mà nghĩa là nghe cái nhạc hiệu đó mà nổi lên là thính giả của đài biết là ban Việt Nhi bắt đầu đó. Dễ thương quá ha. Mà hồi xưa cô nhớ là chú Nghiêm Phú Phi á, là cái người đàn ở trong đài đó cho tụi cô hát từ nhỏ là chú Nghiêm Phú Phi á. Mà ông Nguyễn Đức ổng có khó với các cô không, cái vấn đề mà khi mà học nhạc mà son phe là mỗi lần mà thầy hát á, thầy học nhạc là thầy khó lắm. Khó lắm. Jimmy chưa có biết là cô đi hát á hả, là phải trốn đó. Trời ơi, trốn là vậy nè. Khi mà thầy đó ổng chưa có cho xuống núi mà gọi là sao, khi mà thầy muốn cho ra một ca sĩ nào đó, chẳng hạn thầy muốn cô Phương Hạnh, biết không, lăng xê cô Phương Hạnh, phải nói dùng cái chữ lăng xê hồi xưa là cô Phương Hạnh á, thì thầy sẽ mời một số báo chí này kia nọ đó, thầy nói tôi sắp sửa cho Phương Hạnh ra vàng đó, coi như là đưa gà ra vàng hát đó. Đó bắt đầu lăng xê đó thì các ông nhà báo mới tung lên ở nhạc sĩ Quang Đức có một ca sĩ mới là Phương Hồng Hạnh, Phương Hoài Tâm thí dụ vậy đó. Đó thì lúc đó là cô mới có 14-15 tuổi, có học nhạc thầy được khoảng chừng 4-5 năm vậy đó. Thì ông Song Ngọc á, nhạc sĩ Song Ngọc á, lúc đó là thiếu úy. Thiếu úy thì lúc đó là anh Song Ngọc anh làm ở trong bệnh viện Cộng Hòa. Tức là mấy bệnh hoặc là cái nơi mà thương bệnh binh khắp nơi đó mà đi đánh trận trở về bị thương thì nằm ở trong bệnh viện đó. Ở bên Gò Vấp đó. Thì là ông lại kêu đi hát. Ông lại nhà ông kêu đi hát với anh đi. Đó thì mình ham hát mà. Thầy cứ cho mình hát hợp ca với hát trong đài rồi mình cái nọ mình cũng muốn ra ngoài hát. Cái mình lén mình đi. Ông Song Ngọc chở mình đi hát thì đầu giường mà đứng đầu giường hát là anh cầm guitar thùng mình đàn cho mình hát. Đó guitar thùng mình hát đàn cho mình hát đó thì hát bài nhạc lính rồi nọ. Mình nhìn hình ảnh mấy người lính đó là tại sao mà cô thương yêu mấy người lính. Cô quý trọng mấy người lính như vậy đó. Hình ảnh đó cô không có thể nào quên được. Những người lính cụt tay cụt chân rồi nằm ở đó trong để tổng mà viện đó. Trong tổng viện Cộng Hòa đó. Thành ra là cô bắt đầu đi hát đầu giường từ đó cho chú Song Ngọc. Đó thì khi mà hát được mấy kỳ rồi đó thì không biết có người nào nói lại với thầy. Mét lại với thầy. Trời ơi, lúc mà đi về đó, nhà thầy là có cái ngõ cửa sau đó. Thì thường thường vô đó là hay vô đằng sau lớp nhạc thở phía trước. Cửa trước. Cô hay đi vô cửa sau thì để kia nọ chải đầu lại cái nọ đó, đạp xe đạp đi tới đầu cổ cái nọ. Lúc mà đi học á thì lúc đó là cô không đi xe đạp, ngó đầu đi chiếc xe velo rồi. Hồi đi học bắt đầu học thì đi xe đạp thì chị Hai á, tụi này kêu thầy là chị Hai, anh Hai không mà chứ không kêu bằng thầy. Anh Hai, chị Hai. Bước vô học là kêu mình Hai, chị Hai chứ không kêu thầy. Thì vô cái chị Hai nói chuẩn bị nghe đấy nha, ông bắt đầu ông chửi em á. Ông rầy đó nghe em. Chị Hai nó dùng chữ rầy. Chị Hai nói ông bắt đầu coi chừng nha, này ông rầy em dữ lắm á nghe. Chuẩn bị nha. Cái vừa bước vô dán cái màn sáo đó, mấy cái màn đưa là đó, dạ anh Hai mới tới. Vô đây. Nè. Trốn phải không? Trốn hát đầu giường phải không? Trời ơi, tôi chưa cho xuống núi mà tại sao mà gan quá vậy? Để cho thằng Song Ngọc nó dựng đi hát vậy. Nguyên nhân ông thầy nói. Wow. Nó dụ đi hát ha. Trời đất ơi, chưa cho xuống núi mà dám đi hát. Nói dạ, em không biết thì anh Ngọc anh kêu nữa. Nè, biết không? Hát vậy là mai mốt đi hát vậy luôn đó, chứ không có được lên sân khấu nào đâu đó. Trời ơi, xanh mặt rồi con. Trời ơi, xanh mặt đó, em xin lỗi anh Hai.
này cái nọ, em không biết cái nọ đó. Dạ. Và sau đó cái tự nhiên cái rồi cái đài truyền hình kia nọ mời ổng chưa kịp vậy trơn à. Rồi thế, lúc đó báo chí nó mới là ổng nó nhỏ này tôi cũng không ý kiến với nó luôn nữa. Lúc đó tự nhiên cái phòng trà bồng lai quốc tế mời cái tự nhiên cái tivi mời ổng cái là ổng chưa có kịp vậy trơn là mình đã hát tùm lum rồi. Người ta kêu mình đi hát tùm lum rồi. Nó giờ hỏi thầy tôi đi, hỏi thầy em đi, em không biết. Cái tên mấy người đã thấy mình hát cho Song Ngọc rồi cái nọ đó. Cái ông Song Ngọc cũng giới thiệu nữa. Qua đi vô đài quân đội hát với anh đi. Hát quân đội băng vô đài chương trình thiếu nhi quân đội hát đi. Thiếu nhi quân đội. Cái vô trong thiếu nhi quân đội hát nữa. Và cái tự nhiên cái người này kia hỏi mời, mình không dám nhận lời nó nói với ổng. Nói với thầy á, nói với anh hai, chỗ đó mời em vậy được không? Ông nói sao tao mời tùm lum hết trơn rồi. Cái ông nói chứ, ông nói với nhà báo nhỏ này á, học trò tôi chưa cho xuống núi mà nó xuống rồi. Con nhỏ này đôi khi bảy dặm. Tức là ông nói là tự nhiên là ông chưa kịp gì thì mình đã được những đã phòng mọi người mời rồi. Đó, rồi đài truyền hình cái nọ kêu nữa. Đó thành thử ra cái cuộc đời ca hát của cô sự thật mà nói đó. Nó cũng gặp nhiều may mắn. Lúc nãy cô có nhắc nhạc sĩ Song Ngọc thì con rất là yêu thích một bài của ông là Tình Yêu Màu Tím mà cô hát. Cái bài đó hồi xưa anh Song Ngọc sáng tác cho đặt cho sáng tác cho cô đầu tiên hát đó. Thì lúc anh còn ở bên Võ Duy Nguy á, bên Phú Nhuận á, nhà bên đó đó, thì nhà cô bên đường Hai Bà Trưng. Thì cô ổng kêu, ổng nói chi nhỏ có bài hát này anh đặt nè, em qua hát thâu băng cho anh. Bài này anh mới sáng tác nè, mà anh thấy là hợp em lắm ấy. Qua để anh vợt cho. Thì chạy qua nhà anh vợt là cô thâu băng cái bài đó từ trước rồi. Rồi sau này khi mà cô qua hải ngoại cô mới thâu lại cho trung tâm giáng ngọc của chú Lê Bá Chư. Chứ còn đầu tiên là bài đó là cô thâu ở bên Việt Nam rồi. Thâu dĩa đó. Thâu dĩa đó, Tình Yêu Màu Tím của anh Song Ngọc. Cái câu rất là hay là muốn nói yêu anh thật nhiều mà tay em mang nhẫn cưới. Nếu biết yêu thương muộn màng thì đành chối tiếng đam mê. Hay muốn quá. Muốn có yêu anh thật nhiều mà tại em mang nhẫn cưới. Bài đó dễ thương lắm. Cô có hỏi là ông viết cho ai không cô? Thì ông nói là ông viết cho tâm trạng một cái người. Ủa tại sao anh viết bài này? Ông nói là tại vì ông có một cái người yêu đó, phải không? Mà người đó có chồng rồi. Như là hai người quen nhau nhưng mà được biết là cô đó có chồng thì cô đó hai người không đến nhau không được đến vậy nhau đó được. Bởi vì cái bài nó mới đẹp như vậy. Thành ra ông mới nói là cũng em cũng thích anh mà tại em mang nhẫn cưới rồi đấy. Thưa cô, khi mà cô bắt đầu cô đi hát như vậy thì đương nhiên cô sẽ gặp rất nhiều những hào hoa công tử, thì cuộc tình đầu tiên của cô có đẹp như là trong những bài nhạc cô hát hay không? Cô thấy rằng tất cả là nhạc là thơ thôi chứ sự thật ra cuộc đời cô thì cũng không có may mắn trong đường tình cảm lắm. Thì cái bước đầu tình đầu của cô thì nó cũng trắc trở lắm. Nó trắc trở lắm, nó không có được suôn sẻ như mọi người. Nó không có thơ mộng. Cho nên bây giờ đó thì cô nhìn tình yêu đó nó rất là phải nói rằng nó không có cái gì mà để gọi là tôn thờ đó, tại vì mình không có những cái hạnh phúc thật sự ở đầu đời mình. Cho nên rằng mình cảm thấy trong tình yêu mình cảm thấy không có hy vọng gì tốt đẹp hết. Và cho đến giờ phút này sự thật mà nói đó, bà cô vẫn ở một mình là cái lý do là tại vì cô cảm thấy rằng là hạnh phúc không là ở mình. Bây giờ đó mình cảm thấy mình hạnh phúc không như cô bây giờ. Cô sống như vậy là từ năm 91 tới bây giờ. Với các con với mẹ cô thì cô thấy rằng rất là bình an. Có một cái niềm vui hạnh phúc đối với mẹ với gia đình con cái mình thôi. Tại vì tất cả những cái tình yêu hạnh phúc hình như là đa số là những người nghệ sĩ đó. Cái tình yêu cái hạnh phúc nó không có được suôn sẻ lắm. Cô thì không biết Simi nghĩ sao. Nhưng mà cô thì cô nghĩ rằng có thể là lỗi tại những người mình, ca sĩ mình. Chẳng hạn như vậy, mình đi ra đời, mình đi hát. Chung quanh mình có nhiều người ái mộ lắm. Người ta săn đón, người ta chiều chuộng mình. Đó, rồi về nhà chẳng hạn, gặp người chồng, người vợ đó. Thì sống lâu ngày rồi cũng đâu có giữ cái đẹp đẽ gì đâu. Nhiều khi nó có những cái tranh cãi nhau, không có đẹp cho nhau đó. Thì rất là, khi mà bước ra đường có người khác săn đón thì
rất là dễ sa ngã. Thì từ cái chỗ đó cái hạnh phúc nó đổ vỡ đi. Rồi cũng vì vậy mà khi mà hát những cái bài về tình yêu mà buồn thì các cô lại hát hết tất cả đến tâm hồn của mình, phải không? Rồi, tại vì nói đúng ra là trong cuộc đời đó, đúng không, những người nghệ sĩ đó thường thường là tình yêu ít có ai suôn sẻ lắm, là trắc trở lắm thôi đó. Như vậy có thể là như vậy mà mình mới hát những bản nhạc thất tình, mình mới thấm mới thấm. Thì cô con thấy có một bài hát mà trước năm 75 ghi tên là Giao Tiên và Phương Hồng Quế, đó là bài Em Vẫn Chờ Anh. Vậy là cô cũng có sáng tác nữa. Phải nói rằng cô không có biết nhạc nhiều. Nhạc lý thì cô chỉ biết cầm guitar đờn thùng để mà giật cho mình hát được thôi. Nhạc lý thầy dạy thì cũng là căn bản thôi. Nhưng mà lúc đó thì anh Giao Tiên anh sáng tác bài đó. Và Em Vẫn Chờ Anh. Thì cô cũng đặt lời chung với anh Giao Tiên. Nhạc của anh Giao Tiên. Đó, cũng như sau này có những cái bản nhạc mà cô có một bản nhạc là Đêm Buồn Nối Tiếc là cô đặt nhạc và lời luôn, nhưng mà cô không chép ra nốt nhạc, cô nhờ Quỳnh Nhật Tân chép. Có một cái bài ở trong cái cuốn CD Dòng Lệ của cô đó, là bài Đêm Buồn Nối Tiếc đó. Đó là cái chuyện tình yêu của cô. Rồi cô mới cảm hứng trên một cái chuyến bay từ ở Cali mình mà đi qua Atlanta hát đó. Thì cô ngồi trên bay, cô hát. Cô sáng tác cái bài hát đó. Mà hát vậy thôi nhưng mà không biết đặt cái tựa này, chưa biết bạch tựa là gì hết. Thì khi mà cô vừa tới Atlanta đó, nó vui lắm, cô nói Tân, em phải giúp chị, phải không? Chép à? Em chép ra cho chị liền để chị quên. Thì Tân nói chị hát đi em chép. Đó thì cô hát thì Tân lẹ lắm, Tân chép nốt cho cái nọ rồi cô chép lời ra thành bài nhạc. Về mới nói anh Hùng Cường, anh bây giờ em cái bài hát này như vậy nè, hát cho anh nghe. Mà bây giờ em không biết đặt tựa là tựa gì. Thì anh giúp em đi. Anh em mình coi đặt cái tựa gì. Đó, cái cô mới đưa hai ba cái tựa ra. Thì cuối cùng thì anh Hồng Cường nói em lấy cái tựa Đêm Buồn Núi Tiếc đi. Anh thấy hay. Đúng, Hồng Cường còn sống đó. Anh Hồng Cường còn sống, Đêm Buồn Núi Tiếc đi. Thì đó là cái bài hát mà chính cô nhạc vào lời luôn. Là của cô. Ta yêu nhau trong tình cảnh trái, đành mang một mình đêm cô đơn, nghe lệ dâng khóe mắt, yêu anh nhiều em sợ phút chia ly. Anh yêu ơi sao chẳng về với em, bao năm qua ta cùng trao mặn nồng, nhưng hôm nay đêm buồn em nuối tiếc, xa nhau rồi thật mất nhau rồi. Em Vẫn Chờ Anh thì sau này có vài nghệ sĩ thì ghi sai tên là gì, biết em còn yêu anh không. Không, cái đó là sai rồi. Sai. Em Vẫn Chờ Anh. Cô còn cái bản nhạc có hình của cô bên ngoài nữa. Mà ông Giao Tiên lúc đó ông in bản nhạc, ông có đề tên ổng. Ông đề Phương Hồng Quế không à? Đúng rồi, đúng rồi. Cái bìa nhạc ông đề Phương Quế, nhưng mà sự thật ra là nhạc của anh Giao Tiên. Giao Tiên hoặc là ông ghi thêm là Băng Sơn, ông lấy một cái danh nào khác nữa. Băng Sơn cũng là ổng đó. Đó, đúng rồi. Cũng có anh Giao Tiên. Chú Giao Tiên hiện tại thì đang ở Việt Nam. Thì ở Cam Ranh. Cam Ranh. Cô thỉnh thoảng liên lạc với chú thường. Và cái bài hát mà Em Vẫn Chờ Anh đó, em con thấy có cô Thâu nè, rồi cô Hương Lan có thâu nữa. Cô Hương Lan có thâu lại bên CD bên Thúy Nga. Rồi cô Giáo Linh cũng có thâu bài đó luôn. Đó là một bài mà cô cũng rất là yêu thương. Biết anh còn yêu. Đời một mai mình sẽ đi chung.
như nước dòng sông sáng vời chiều hải đây có khác nào nhiều. Người rồi xa xôi, lòng dù đơn côi nhưng tình yêu còn đó. Với những người làm nail thường hay gần với những hóa chất, quý vị nên quan tâm tới việc bổ gan, thải độc bằng chai bổ gan Super Liver, chai số 9 của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, gồm tổng hợp nhiều loại dược thảo, vitamin và khoáng chất cần thiết để bồi bổ cho gan. Quý vị có âu lo về vấn đề sức khỏe, hãy gọi cho bác sĩ Phạm Hoàng Trung để được tham khảo. Điện thoại 714-775-2026, 775-2026. Thưa cô, nhắc đến những nhạc sĩ trước năm 75 mà cô cộng tác đó, thì con thấy có nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ, cô cũng hát trong đoàn văn nghệ ông. Đúng rồi. Dạ. Cô hồi xưa cô hát cho nhà hàng Maxim của chú Hoàng Thị Thơ. Dạ. Mỗi tối đó, dạ. Chú Thơ có một cái chương trình nhạc mà gọi là lần đầu tiên có cái chương trình ca vũ nhạc mà show giống như ngoại quốc. Wow. Là chú Hoàng Thị Thơ là người khai phá đầu tiên ở Việt Nam. Con thấy những cái show lớn đó, tại vì chú đi ngoại quốc nhiều đó, những cái show lớn mà ca sĩ lên hát, mà chung quanh đó có những người vũ công, múa, rồi sân khấu nổi. Năm đó là năm 1970 đó, không có dễ mà có sân khấu như vậy đâu. Mà nghĩa là chú Thơ là người, nghĩa là phải nói là đột phá đó. Cái sân tức là khách ngoại quốc tới đó đều vô đó xem, tại vì có nhạc Việt Nam, có nhạc ngoại quốc nữa. Hoặc là nhạc dịch. Và những người ngoại quốc ngồi ở trên bàn ăn đó thì là có cái mấy cái menu thì có chương trình nhạc tiếng Anh và tiếng Việt. Trời hay quá ha. Thức ăn có tiếng Anh tiếng Việt nữa. Dạ. Mà cô thì được chú Thư Thơ thương lắm. Dạ. Ban đầu thì cô chỉ hát ở cái vũ trường trên lầu thôi. Dạ. Trên lầu có một cái vũ trường nhà hàng Maxim, thì chú Thơ thấy và chú Thơ mới kêu cô. Rồi cái bài đầu tiên mà cô hát chú Thơ là cái bài Rồi Một Ngày. Chính chú Thơ là người dợt cho cô từ chữ một nha, hát như thế nào. Và chung quanh đó là mấy người vũ công người Philippines á, toàn là người vũ công Philippines qua không à, như là vũ công của chú Lưu Hồng, chú sư Lưu Hồng. Thì lúc đó là cô hát cái bài Rồi Một Ngày, là cái sân khấu nổi hồi xưa đó. Mình đứng đó là đèn đẹp lắm. Bây giờ đó giống như là Thúy Nga Ira bây giờ vậy đó. Đó sân khấu nổi lên hồi xưa mấy chục năm trước đâu phải dễ đâu. Mà mình hát chung quanh có người vũ tập dượt, một cái show như vậy là một tháng là một chủ đề. Chẳng hạn như là cái show đó là chú hát đúng một tháng. Rồi sau đó đó là show khác nữa, chủ đề khác thì mình lại lựa bài khác. Còn bài đó là một tháng trời mình hát vậy không mà lip sync giống như Asia thì tại cứ ngày đêm nào cũng vậy hết, đêm nào cũng tới giờ đó vậy đó. Nhiều khi cũng vui lắm. Cô đi hát, cô đi hát cho chú Thơ đó là có nhiều kỷ niệm vui lắm, là ở nhà hàng Maxim đó không biết không. Chạy show nhiều khi buổi tối hát còn đã 6-7 chỗ mà đúng giờ. On time tại 8 giờ là tới tiết mục của cô, là cô phải phải có mặt. Nhiều bữa chạy trễ con biết không, cái cầu thang mà từ bậc nhỏ xíu vậy nè, từ bậc đi xuống trên này đi xuống hát á, trên thang lầu đi xuống, đi xuống hát, nhiều bữa đi lật đật nó rớt cái dài xuống. Trời luôn ơi. Hết hồn rồi vậy, rớt cái dài xuống luôn con ơi. Cô có bữa không bị rớt cái dài xuống dưới, xuống dưới lật đật mà vô lúc đó cái đèn nó đang chiếu theo mình ấy nha. Ôi trời đất ơi. Trời ơi, mình á là thở hồng hộc rồi đó, mà sự thật cái đó thì nó đỡ là sao. Mình nhát miệng thành ra mình chúng thôi là chết á. Nhưng mà những phòng trà khác là phải hát live phải không cơ? Phòng trà khác hát live hết. Nhưng mà tại chú Thơ là show. Hồi xưa mà chú Thơ làm show giống như là Thúy Nga Isa bây giờ vậy đó. Wow, có cái khai phá đó. Phải nói là chú là cái người là đầu tiên ở bên Việt Nam mình có sân khấu lớn như vậy. Khi mà vô làm việc á, ông có khó không cô, hay là ông cũng dễ khó thôi? Khó lắm mà, chú Thơ khó à. Chú Thơ khó lắm mà, chú Thơ rất là khó. Từ câu từ chữ luôn đó. Bài nào mà cô hát là chú Thơ phải dợt. Dợt rồi mới đi thâu. Như là cái bài Rồi Một Ngày cũng là một bài cũng thấy là khó, chứ không phải là dễ hát. Khó lắm á. Mà chú mới làm ra đó là chú đã kêu cô đó. Lại đây chú dợt cho mới được, mới hát. Rồi cô hát cho chú Thơ nhiều bài lắm. Đêm Buồn nè. Đêm Buồn, dạ con thích bài Đêm Buồn. Đêm Buồn về con chim, chim lên tiếng hát. Cô hát bài chú Thơ nhiều lắm. Nhắc đến cô trước năm 75 thì như nhiều người đã giới thiệu là TV Chi Bảo. Vậy thì ai mới là người tặng cô cái câu đó? TV Chi Bảo.
Theo cô thì đầu tiên đó là nhà báo Vũ Duy. Nhà báo Vũ Duy. Yeah. Chú Vũ Duy là cái nhà báo kỳ cựu mà viết cho màn ảnh với kịch ảnh. Hồi xưa có cái tờ báo màn ảnh với kịch ảnh mà chuyên môn viết về văn nghệ đó. Yeah. Thì chú Vũ Duy là cái người mà đặt cái tên đó cho cô ở trong một cái tờ báo màn ảnh để tấm hình của cô. Yeah. Tại vì cô hỏi chứ coi chú tại sao mà lại chú lại viết báo mà chú đặt cho con cái tên như vậy. Thì chú mới giải thích. Chú nói là tại vì chi bảo là một cái vật gì đó rất là quý, hiếm của TV, truyền hình. Chú thấy rằng cháu rất là xứng đáng. Là tại vì show truyền hình, chương trình truyền hình, chương trình nào bật lên cũng thấy Phương Hồng Quế hết. Các đài luôn. Các đài, đài nào, đài từ đài quân đội qua tới đài Chợ Tiếng Thùy Dương, Châu Kỳ, Trường Sơn của Duy Khánh, tất cả những đài là đều có Phương Quế hết, bậc đài nào cũng thấy hết, bậc chương trình nào cũng có hết. Thì đúng là cháu là cái vật gì quý hiếm của TV, cho nên là chú thấy là xứng đáng. Là chú giải, chú Vũ Duy là người giải thích, tại ông là người viết đặt mệnh danh là TV cho bảo là chú Vũ Duy. Cô còn nhớ. Phải nói là nghệ sĩ mà có được một cái tên gắn liền giống như là TV chi bảo Phương Hồng Quế là một điều hạnh phúc vô cùng cô hả? Thì lúc đó thì mình còn nhỏ, mình cũng không hiểu gì đâu. Thì mình cũng cảm ơn chú thôi. Tại vì tối chú có cái phòng trà Chiều Tím ở đường Võ Tánh á, cái phòng trà nhỏ xíu ngồi chừng mấy chục người hồi xưa nó hay có mấy phòng trà nhỏ lắm. Quán Gió cũng là cũng có người hát, cũng có ca sĩ hát nè. Mấy cái quán nhỏ nhỏ ở trên đường Võ Tánh á. Thì chú có phòng trà Chiều Tím. Đó, mỗi tối thì cô hay lại hát cái phòng trà của chú đó. Thành thử ra là cũng cảm ơn chú này cái đó đó. Mình không nghĩ rằng mình trân trọng như vậy, nhưng mà bây giờ thì mới thấy rằng sau này đó mình càng ngày càng lớn, càng trưởng thành á. Lúc đó mười mấy tuổi thì đâu có biết giá trị, nhưng mà sau này mình thấy mình phải cảm ơn chú Duy, là tại vì nhờ chú Duy đặt cái tên đó mà cho đến bây giờ nó gắn liền với mình mấy chục năm, mọi người biết đến mình là cũng nhờ chú Vũ Duy. Đúng rồi thưa cô. Thời gian trước năm 75 thì cô có hát phòng trà của cô Khánh Ly không? Có. Cô là phòng trà nào cô cũng hát hết á. Rồi cái cô có một cái phòng trà mà cán mọi người hát cho cô lại nữa. Cô Khánh Ly là cô cũng hát phòng trà của Khánh Ly. Rồi sau đó cái cô mở phòng trà Nam Đô. Nam Đô của cô. Của hồi xưa là của ông Bầu Ứng. Nhưng mà cũng như là cô hợp tác với ông á. Để mình làm mà mình ăn chia đó. Cô lo ban nhạc với ca sĩ. Mình làm chia, tức là tự nhiên là cô có một cái đầu óc cô thích kinh doanh từ nhỏ, lúc đó mười mấy tuổi 17, 18 gì đó. Lúc đó em Phương hát cho cô nè, Thái Châu nè, Minh Phúc, Minh Xuân nè, chị Carol có hát nè, Hương Lan nè, phòng trà cô nhiều người hát lắm. Lúc đó là cô lo về chương trình của cô lo trà. Chương trình ca nhạc văn nghệ ở đó. Ở đó là ngay đường đó là đường Nguyễn Thái Học. Cái vũ trường Nam Đô đó hình như cô còn tấm hình chụp trước cái phòng trà đó đó. Quý quá. Thì cái thời gian đó thì anh chị em nghệ sĩ ca sĩ hát cho cô cũng nhiều lắm. Con ngày chưa sống qua mà con thấy cả cái đêm Sài Gòn nó đẹp cái thời điểm đó. Trời nó rực rỡ lắm, vui lắm con ơi. Mà chạy chỗ này chạy chỗ kia buổi tối đó nó vui lắm. Mà cũng tự nhiên một con đường Trần Hưng Đạo, những con đường đó là đèn sáng được phòng trà vũ trường Tour de Voix nè, ha, là Tháp Ngà nè, ha, rồi Hawaii nè, rồi Queen Bee nè, Ritz nè, nhiều lắm. Nó vui quá. Mặc dù có 20 năm nhưng mà phải nói rằng cái khoảng thời gian là khoảng thời gian phải nói đẹp nhất. Dạ đúng rồi thưa cô. Tiếc là nó ngắn ngủi quá. Chứ không chúng ta còn thêm nhiều những kỷ niệm khác nữa. Còn nhiều kỷ niệm khác nữa. Nhắc đến cô và nhắc đến Sài Gòn thì phải đến nhắc đến bài Phố Đêm của nhạc sĩ Tâm Anh. Chị chắc cô có kỷ niệm với cái bài hát đó nhiều lắm. Cái bài Phố Đêm thì sự thật ra mà nói cô không phải là người thâu đĩa. Cái người thâu đĩa đầu tiên cho khán giả sóng nhạc là cô Bạch Lan Hương. Dạ đúng. Cô Bạch Lan Hương lúc đó thì không biết nhạc sĩ Tâm Anh cô Bạch Hương thôi dễ trước. Sau đó thì cô chú Tâm Anh mới kiếm cô. Dạ. Bữa nay anh nhờ em hát cái bài này ở trong chương trình quân đội. Bài hát này trong chương trình quân đội. Đó. Cái chú dợt cho cô. Đó thì thâu chương trình quân đội thì buổi tối hôm đó đó là ngày thường thường chương trình quân đội là thứ sáu họ phát hình sao á. Thứ sáu phát hình ra.
thì khi mà phát hình cô hát cái bài đó, hồi xưa Trắng Đen mà, cái bài đó rồi thì sáng hôm sau đó là người ta đi ra ngoài Minh Phát, quán nhạc Minh Phát ngay góc đường Lê Lợi, Nguyễn Công Trực, người ta tìm mua cái bài đó. Wow. Cho nên là chú Tâm Anh chú lại trúng cái bài đó. Trong khi Bạch Lan Hương thâu dĩa trước lâu lắm rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Thì khi mà đưa cô lên TV, chắc tại lúc đó cô lên TV nhiều này cái nọ đại khái vậy. Mà lúc đó cô Bạch Lan Hương thì ba cô ít có cho cô đi hát lắm. Đi ba cô Bạch Lan Hương hồi đó cũng ít cho đi hát lắm. Không, ít cho hát phòng trà. Còn cô thì là ba cô là thoải mái lắm, cho đi hát thoải mái, ba có nhiều khi buổi tối ba đi theo. Thì tự nhiên là cái bài Phố Đêm đó nó nổi lên. Và gắn liền với tên của cô luôn. Thì từ cái bài, từ cái đêm mà hát cho chương trình quân đội đó, TV đó. Mà chứ trước đó cô đã hát rồi. Trước đó cô hát, đầu tiên cô hát trên TV, đài truyền hình, không, hồi đó không phải là số 9 nha. Số 7 Thi Sách. Thi 7, wow. Số 7 Đường Thi Sách. Lúc đó là đài truyền hình chưa có dọn qua số 9. Thì lần đầu tiên cô hát cái bài của chú Mai Châu đó, là bài Một Người Đi. Một Người Đi. Cô cũng nhớ mà, cao dài đen mà bông nhỏ nhỏ vậy nè. Đó, cô nhớ vậy đó. Cô hát cái bài Một Người Đi của chú Mai Châu là lần đầu tiên cô hát solo một mình mà hát cái bài nhạc tình đó. Chứ hồi xưa là hát Bước Quạ Đồng Quê, rồi Ta Vui Ca Vang, rồi hát trong Ban Việt Nhi không à. Mấy cái bài về thiếu nhi vui vui. Thiếu nhi đó, đó, đó. Thì cái bài sau đó thì người ta cũng biết cô rồi, nhưng mà đâu sau cái bài Phố Đêm thì là người ta lại biết nhiều hơn. Cô thấy là thời đó cô hát rất nhiều nhạc lính. Lời Trần Tình của Hàng Châu. Lời Trần Tình của Hàng Châu, rồi nhiều bài lính lắm. Bài của chú Bằng Giang cũng nhiều nhạc lính hay lắm. Lính Trận Miền Xa là cô cũng thâu nhiều lắm. Đúng rồi, có nhạc lính không à. Ngày tôi vào lính xa nhà nhớ bâng khuâng, ngày tôi ra đơn vị chưa về thăm một lần. Đường hành quân gió cao, mưa lạnh lưng đèo, lời vui chưa nói cạn, lời già vì tôi nghiệp lính trên vùng đất hoang sơ. Ngày mai ai đâu hiểu những gì đến tình cờ. Người đời đang muốn nghe những chuyện bất ngờ, đành vui trên nét mặt như đời chờ. Xin giữ lại cho tôi để đêm đêm viên gã quên buồn, hoa điếu thuốc tàn trong mỗi thùa miên man. Thời gian còn mãi qua điều hát môi em, người đời vui cứ vui trong từng hơi thở, chuyện hôm qua trước mặt đưa hồn mình về xuôi. Đa số hồi xưa nhạc lính mà cái bài Thành Phố Sau Lưng cô cũng thâu băng cho chú Hàng Châu đó chứ. Đúng rồi cô. Bây giờ cô cũng liên lạc chú Hàng Châu, mới đây cô cũng có hát cái bài Tội Tình của chú Hàng Châu đó. Được, được. Tội Tình là cái bài mà chú Hàng Châu đặt khi mà cô không có ở nhà, tức là đặt sau này. À, sau này. Dạ. Yeah. À, hôm vừa rồi Jimmy có qua bên Atlanta thì có tới thăm nhạc sĩ Bằng Giang. Rồi sao chú có khỏe không? Dạ, chú thì cũng khỏe, nhưng bây giờ chú nói không được là bởi vì chú bị ung thư cái cổ. Tại vì lúc trước cô có nói điện thoại, sau này không gọi không được nữa là tại vì chú không có nói chuyện. Dạ đúng rồi, được cô. Nhưng mà cô thì chú ở bên đó thì lúc nào cũng nhớ nghệ sĩ chú Chí Linh, cô Phương Hồng Quế, cho nên lúc nào cũng gửi thăm cô và mọi người. Thưa cô, nhắc đến cô thì sau năm 75 thì cô được biết cô cũng có một cái nhà hàng gì ở Sài Gòn phải không? Nè đúng rồi. Nhà hàng Phương Hồng. Phương Hồng. Lúc đó là cái nhà hàng Phương Hồng của cô là cũng có mấy người bạn đó. Họ nói thôi giờ mình
hùng nhau đi. Dạ. Yeah. Mình hùng nhau mình làm cái nhà hàng, tại vì sự thật mà nói lúc đó cũng buồn á. Rồi nói thôi mở nhà hàng. Yeah. Rồi cái ông xã cô lúc đó cũng hay đi nhậu ngoài đường, cái nọ tiệm này cũng đi nhậu hoài đó. Yeah. Cái mấy ông nói thôi bây giờ bà mở quán nhậu đi, con nhậu nhà khỏi đi đâu á. Mở nhà hàng ra. Mở nhà hàng ra thì lúc đó cũng đông lắm. Yeah. Mà hồi xưa lúc mà nhà Phương Hậu của cô là cô phải có ca nhạc, có chương trình ca nhạc luôn. Thì mà lần đầu tiên đó cô mới mở mấy tháng thì là cô Julie về nè, Trung Nghĩa về nè. Yeah. Đó, về là tới nhà hàng của cô chơi này cái nọ. Yeah. Lên hát vui lắm. Yeah. Lúc đó cô chưa có đi. Năm 91 cô mới đi, là cô mở nhà hàng năm 80 á. 80, dạ. Hình như cũng trong đợt đó mà cô Dung Nhật Trường có quay cái bài mà ai đúng nói. Rồi, đúng rồi. Yeah. Cái lúc đó chị Nam Trân về. Nam Trân về thì chị Nam Trân mới quay hình. Yeah. Cô với chú Nhật Trường hát tại ngay nhà hàng Phương Hồng đó. Cái bài mà ai nói yêu em đêm nay mà cái hình đen trắng mà cũng mờ mờ đó. Đúng là trong nhà hàng cô đó hả? Trong nhà hàng cô đó. Anh Nhật Trường ngồi cái đàn piano đó. Dạ. Đó là trong nhà hàng của cô lúc đó. Mà lúc đó mà thâu những cái bài hát như vậy thì có sợ bị ập vô bắt không cô? Thì phải nói rằng mình cũng có người canh. Đúng rồi, ra tín hiệu. Cũng có người canh. Ra tín hiệu chứ. Hồi lúc đó đâu có được hát nhạc vàng đâu. Đúng rồi cô. Chưa đâu. Dạ. Mà con cũng nghe kể lại là cái thời điểm khoảng năm 80 mấy lúc mà cô còn đó. Thì một số trung tâm bên này lại mời các cô chú bên đó thâu là gửi qua bên đây phát hành. Đúng đúng đúng. Nhưng mà thâu cái đó là đều âm thầm hết á. Thâu lén á. Thâu lén đó. Gửi ra ngoài này người ta cũng mang ra, cũng mang chui đó, có cách là mang chui đó chứ hồi đó đâu có được. Dạ, mà thâu ngay phòng thâu lớn hay là thâu trong cái hoàn cảnh như thế nào cô? Thì cũng có phòng thâu nhỏ nhỏ, chẳng hạn phòng thâu Quốc Dũng nè. Cũng có nè. Mấy người phòng thâu trong nhà đó, còn phòng thâu nhà nước thì đâu có ai dám làm. Đúng rồi, dám đâu. Dạ. Thì lúc đó có một mấy phòng thư cho chui nhà là của Quốc Dũng này, cái nọ ở nhà Quốc Dũng có phòng thâu nhỏ xíu. Đúng rồi. Cho nên bên này hay là trung tâm Mưa Hồng luôn phát hành những cuốn băng mà các cô chú bên đó thì đó là cô mà. Tuyết đó, cô Tuyết Mưa Hồng là của hay về Sài Gòn lắm. Cô Tuyết hồi xưa là cô lần đầu tiên cô về Sài Gòn là cô vô nhà để đi chơi với cô đó. Ôi, dạ, thân cô lắm. Dạ. Và lúc mà khi mà cô qua bên Mỹ này đó thì thấy nghệ sĩ bên này và cũng như có những cái show nhạc chào đón cô cũng rất là lớn ở bên Cali này phải không? Dạ. Dạ. Lúc mà cô mới qua thì phải nói rằng năm 91 cô mới qua thì đi phi trường đón là có chị Khánh Ly. Wow. Có Thanh Mai, rồi có nhiều nghệ sĩ đi đón cô lắm. Nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. À, chú Trầm Tử Thiên nữa, cô còn mấy tấm hình nữa. Dạ, dễ thương quá, lúc cô mới dễ thương qua. Lắm. Tất cả các anh chị em ra tới phi trường Los để đón cô đó. Dạ. Cảm động lắm. Dạ. Nheo nhóc lắm, lúc đó mà con nhỏ, con gái con cô có 2 tuổi à. Bồng nó trên tay nè. Dạ. Bây giờ ba mấy năm rồi. Dạ, rất là nhanh. Thưa cô, cái thời gian mà ở hải ngoại này thì con có thấy cô có hát cho Asia một bài là bài Đêm Las Vegas. Đó là một bài lạ ha. Cái bài đó là cái bài lúc đó cô thâu cho Isa ở Las Vegas. Dạ. Cô mới gọi cho anh Sao Ngọc. À. Nói anh, em sẽ thâu hình cho Isa trên Las Vegas. Dạ. Thì anh có sáng tác bản nhạc nào để mà cho em hát, đặc biệt không nhạc mới đó. Dạ. Thì anh mới sáng tác ra bài Đêm Las Vegas. Wow. Tức là hai người gặp nhau ở trong cái sòng bài đó. Cùng chung nhau ly rượu rồi sau đó thì chia tay nhau. Cái bài đó nó cũng dễ thương lắm. Thế cái quả âm cũng rất hay của Isa. Dạ. Dạ. Có nghe bài đó hả? Dạ có, con nghe bài đó. Con thì lại tưởng đâu đó là một cái sự tiếp nối của Phố Đêm. Tại Phố Đêm là Phố Đêm của Sài Gòn, Đêm Las Vegas là của hải ngoại. Đêm nắng soi trên vùng trời Las Vegas. Đêm muôn màu, đêm thắp sáng đèn hoa. Tiếng nhạc vang hòa trên những giọng cười, khói thuốc nồng, ly rượu ấm mùa vui. Tôi đến đây đêm ngọc ngà Las Vegas, thân lưu đày đi đốt nốt niềm tin. Hỡi người ơi, từ đâu đến đêm này, đôi mắt buồn. Lúc đó là cô nói với chú Sông Ngọc là cô, lúc chú Sông Ngọc là cô muốn bài gì cô nói cái ý đó là chú Sông Ngọc chú làm liền. Chú lẹ lắm, nói cái là khoảng gì là một ngày sau, mấy tiếng hồ sau là ông gọi lại. Ông gọi lại rồi ông hát qua cái điện thoại cho mình nghe. Yeah. Mà mỗi lần mà ông Sông Ngọc mà gọi đó là rầu lắm. Đó, sao vậy? Ông hát mấy tiếng hồ là nhiều khi mình đang làm câu chuyện gì mình bận rộn không dám dứt ra. Yeah. Lại tại vì
ông ở nhà ông buồn, ông đam mê văn nghệ, ông sáng tác bài hát nào là ông hát cho mình nghe suốt. Phải nói rằng là ca sĩ nào đó, biết không, là cũng biết chú Sầm Ngọc hết trơn đó. Đúng rồi. Là tại vì sao, ông mà có bài nào rồi hợp với ai được, chứ hình như ông kêu Ý Lan mà cái rồi làm mấy tiếng hồ, chắc Ý Lan cũng biết luôn chứ phải mình cô. Là ông hát hoài, không mấy tiếng hồ vậy, hết bài này tới bài kia vậy. Mà mình dứt không ra được. Đúng. Tại vì ông đam mê, ông mà ông đợi, ông hát mình nghe. Phải nghe. Mà nhắc đến chú Sầm Ngọc thì chú có sức sáng tác ở hải ngoại rất là mạnh quá hả? Ở bên này nhiều bài hay của chú. Nhiều lắm. Hôm qua tới nhiều người qua tới đây không có sáng tác được, nhưng mà nhưng mà chú qua đây chú cũng còn nhiều bài hay lắm. Sáng tác rất nhiều bài hay. Về phía nam ca sĩ ưa hát bài đàn bà phải không cô? Đàn bà là hồi xưa là cô qua là em Phương hát bài đàn bà. Để các cô mới nói, ủa đi đâu mà đi show là ai cũng tranh nhau hát cái bài đàn bà hết á. Đầu tiên là em Phương cô nghe hát, cái cô nói anh Ngọc là anh không có phe. Ủa sao vậy, không công bằng. Toàn nói xấu đàn bà không, mà đàn ông các anh này cũng lung tung lắm mà không chịu đặt cái bài đàn ông. Cái này đàn ông thì đặt đàn ông. Cái ông mấy tiếng hồi sao không gọi lại. Em vậy được không? Nó không. À không, chưa được, sửa. Cô với cô sửa lại với ổng mà. Cô mới nói cái người đàn ông. Em nhận xét sao em phải cho cái ý với anh nữa thì hai anh em mình mới tán phối hợp nhau được. Thì cô nói chứ đàn ông thì em thấy người là một người già lớn tuổi, nhưng mà trong tình yêu sẽ trở thành một đứa trẻ rất là ngu ngơ, rất là dại khờ. Cho nên cái câu đó khi mà cô phân tách, cô nói về người đàn ông thì ông lấy câu đó vô là một người già làm bé ngây thơ, có câu trong đó là cái câu mà cô nói đó. Cô gợi ý cho chú đó. Trong tình yêu em thấy cái người đàn ông, thấy không, họ đó có thể một người già nhưng mà họ sẽ trở thành đứa trẻ rất là ngu ngơ trong tình yêu. Cho nên chú Sầm Ngọc lấy cái câu đó là một người già là em bé ngây thơ. Hay. Có mấy câu cô nói là chú Sầm Ngọc bỏ vô trong đó. Là người già, là em bé ngây ngô, là linh mục, là quý sứ hùng hăng. Ôi đàn ông là loài tình cuồng si, ôi đàn ông là mật ngọt hiếm nguy, ôi đàn ông là hẹn thề rồi quên, là thỏa mộng rồi xa, là vỗ về, là trăng gió. Chốt lại đó là cái ý của cô là đàn ông dễ thương hay là dễ ghét? Không thì cái người, cái đàn bà là người là một con dao mà. Thì đàn ông này cũng vô tình vậy. Thành ra cái ý của cô là đàn ông cũng vô tình, cũng bội bạc, cũng đâu có phải gì thua. Rồi đó cái chú Sầm Ngọc đặt bài bội bạc nữa, cô cũng thâu ăn nữa là cho cô hát. Chỉ như cô với chú Sầm Ngọc nhiều nhân duyên lắm. Đúng rồi, tôi thấy sau này cô với chú có cái hình mà hai cô chú trên sân khấu hát chung với nhau hay gì đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thì phải nói là cái bài đàn ông đó là cái bài cũng hơn trách, nhưng mà sự thật cái bài đàn ông của chú Sầm Ngọc đó là cái bài mà cái đĩa mà cô đĩa với lại cassette hồi xưa là cô bán là chạy nhất. Chú Lê Bá Trư nó chưa có thấy bao giờ mà bán mà kinh hoàng như vậy. Tại vì khi mà cô vừa ra cái cuốn băng đó, băng đàn ông á, thì là lúc còn cái thép, sau ra cassette CD nữa, thì là lúc đó cô mới đi qua thu ở bên Thiên Hà Paris bên Pháp đó, cuốn mười mấy đó, cô quên rồi. Thì Trần Quốc Bảo làm MC. Dạ đúng. Thì nghĩa là chỉ phỏng vấn nói chuyện qua lại thôi. Nhưng mà cái là hỏi chứ cái chương trình sắp tới, cái băng nhạc sắp tới Phương Quế định thu là băng nhạc nào. Đó là Phương Quế sắp sửa cho ra cái băng nhạc với chủ đề là đàn ông. Mà Thúy Nga công nhận phải rất là mạnh. Một cái câu nói của cô trên Thúy Nga Paris mà bán quá chừng luôn. Người ta trông chờ cái tác phẩm đó của cô. Tại vì đó, tại vì lúc Thúy Nga phải nói là trung tâm Thúy Nga rộng lớn mà được người ta yêu thích. Phát hành nhiều khắp nơi. Cho nên là sau đó mà khi mà cô vừa về, cô đưa cho chú Lê Bá Trư Giáng Ngọc mà phát hành cho cô cái bằng đó là bán quá chừng. Đó rồi. Thành thử ra cái một trong những cuốn băng mà cô bán được nhiều nhất là bằng đó. Mà con thấy sau này cô ra những cuốn băng khác cũng rất là hay. Cuốn Bội Bạc cũng hay, cuốn Ta Say cũng hay.
Yeah. À, tình say là tình say. Trung tâm giảng ngọc phát hành, làm phát hành. Thực hiện. Yeah. Còn Bội Bạc là của cô, là cô làm. Cô có những phát cái CD là cô tự làm. Mà có những cái CD của hát cho trung tâm. Dạ. Yeah. Vậy về sau này ấy, cô cộng tác cũng rất là chặt chẽ với trung tâm Asia và cũng như là đại FPT. Dạ. Thì mỗi lúc tùy duyên. Dạ đúng rồi. Thì có duyên thì mình lại đi bên này một thời gian. Mà đầu tiên cô qua là cô hát trung tâm thiên nga trước. Đúng, dạ. Yeah. Cái cuốn số 16 đó là 16. Cái cuốn cô hát cái bài chiều cuối tuần á. Dạ. Là đầu tiên cô mới qua Mỹ có mấy tháng à. Mấy tháng à. Yeah. Là cô đi qua Paris thâu bài đó. Dạ. Yeah. Sau đó mới tới phố đêm của hát của Asia. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Lúc nãy chúng ta nhắc đến nhạc sĩ Song Ngọc. Thì nhạc sĩ Song Ngọc cũng mới qua đời cách đây vài năm. Thì cái sự ra đi của ông chú mất mới đám giỗ nè. Dạ. Mất ngày như 14 tháng 10 đó. Dạ đúng ạ. Mới đám giỗ chú vừa qua. Nhanh quá, mới đây 2 năm. 2 năm rồi. Dạ. Thì chú cũng bệnh lâu rồi. Dạ. Và có hôm đám tang thì cô có sang. Dạ. Dạ. Cô có qua bên đám tang chú. Dạ. Có cô với Ý Lan qua. Dạ. Ông là một trong những nhạc sĩ mà cái sức sáng tác từ trước 75 cũng như ở hải ngoại rất là mạnh. Thưa cô, ngồi xung quanh cô cháu mình là có những hình ảnh của cô nè, trước 75. Đây là những hình mà ai chụp cho cô? Đa số những hình ở đây là viễn kính chụp. Còn cái hình mà thấy cái mặt không đó là hình đó cô chụp ở Vũng Tàu. À, cô chụp ở Vũng Tàu. Đó là chú Hải Vân. Chú Hải Vân. Chú Hải Vân ngày xưa đó là chuyên môn là chụp hình với lại làm bìa đó. Yeah. Hồi xưa không kỹ thuật như bây giờ đâu, tự vẽ. Yeah. Tự vẽ bìa, tự vẽ chữ ra để làm bìa CD. Yeah. Bìa nhạc. Và chú Hải Vân chụp hình luôn. Hay quá. Chú Hải Vân chụp rất là nhiều hình của cô. Yeah. Để về làm đĩa. Hồi xưa làm đĩa đó đâu có phải dễ đâu. Yeah. Phải là họa sĩ. Chữ cũng phải kẻ tay, phải vẽ, phải viết luôn. Chứ đâu có Photoshop như bây giờ. Không có đâu, không. Dạ. Yeah. Cho nên mà nghe nói là cái chân mày hay cái lông nheo cũng phải vẽ lên cho nó đầy. Vẽ luôn. Dạ. Yeah. Vẽ hết. Dạ. Yeah. Thành thử ra là phải nói là rất là nhiều những cái kỷ niệm mà ngày xưa. Yeah. Rồi những cái lúc đó đi chụp với cái tấm hình ở Vũng Tàu này với anh Hải Vân là cũng có rất là nhiều kỷ niệm. Đúng là như đi quay cái bản gì đó. Cái hình đó đó. Yeah. Là đi quay cái bản Giọt Lệ Buồn. Của Giọt Lệ Sầu hả? Giọt Lệ Sầu của không cho trung tâm nào không biết nữa. Mà anh Hải Vân đi quay. Quay thì chụp luôn, chụp hình luôn, quay về Vũng Tàu. Dạ. Hôm nay con cảm ơn cô thật nhiều đã trở lại chương trình của con, tâm tình với khán giả và đưa quý vị, nhất là những bạn trẻ, trở về với những bước chân của thời dị vãng xa xưa. Còn vài lời cuối cô cũng dành cho khán giả. Dạ vâng. Trước khi tạm biệt quý vị thì Phương Quế cũng cảm ơn Jimmy đã cho cô có cơ hội để tâm tình tất cả quý vị khán thính giả khắp nơi, và mong rằng quý vị tiếp tục thương yêu, giữ vững cái hình ảnh của Phương Quế cùng ngày nào đó, cô thiếu nữ thời xa xưa, giữ hình ảnh đó. Và Phương Quế cũng mong muốn rằng mình sẽ đứng trên sân khấu, mình phục vụ đến khi nào mà khán thính giả không còn thương mến đón nhận mình nữa thì thôi. Và cũng mong rằng quý vị hãy ủng hộ cho GP để cô, những người trẻ tiếp nối với chúng tôi giữ gìn nền văn hóa nghệ thuật của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cho đến bây giờ. Dạ. Yeah. Yeah. Thì kính chúc quý vị và gia đình có những cái giây phút thật là bình an, hạnh phúc và được nhiều sức khỏe. Dạ. Yeah, con cảm ơn cô. Con chúc cô nhiều sức khỏe và hy vọng rằng những lần tới sẽ mời cô trở lại cùng với các bạn của cô để tâm tình với khán giả nha. Thì Jimmy mời có cái nào từ chối lắm. Dạ đúng. Yeah. Rồi. Cảm ơn cô quá nhiều. Jimmy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bước Chân Dị Vãng của The Jimmy TV với nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thôi anh đừng nói những lời gì yêu đương, tình đầu hay tình cuối, vì em như sơn ga bé nhỏ, chuyến tàu thì đổ bên đó rồi đi. Nên em tuy thương anh, nhưng đời làm thân con gái, một lần lỡ yêu rồi
đành mang dấu tuổi hơn nỗi niềm cay đắng là thân con gái sao chấp nhận những chuyện không may. Đêm đêm làm nghe tiếng lá đổ ngờ rằng bước chân ơi thâu canh lắng nghe hơi thở dài tưởng chừng tiếng anh thì thờ nằm trong cô đơn buồn tim nghe nức nở vòng tay sao bé nhỏ nhiều khi mơ hướng lên cao dấu che mặt sầu môi hồng trang điếm nụ cười gương xuân héo hắt khi chấp nhận là kẻ đến sau. Redboat is real flavor. Redboat ist aromatisch und dabei mild. Redboat là truyền thống. We invited food professionals and food lovers from around the world to join us at our family table. Turns out, they had a lot to say. Indescribable. Purity. Umami. Redboat is family. This is the test of Vietnam.